không phải là sinh nữ. Hi chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video tiếp theo của Cử Bắc TV. Hôm nay mình đang có mặt tại chợ phiên Xà Phìn các bạn nhé. Chợ phiên Xà Phìn là nằm ở tại xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, nơi mà gắn liền với lại di tích nhà Vương nổi tiếng ạ. Còn bây giờ thì mời mọi người theo mình nhé. Chúng ta hôm nay sẽ khám phá chợ phiên Xà Phìn Đồng Văn này. Trên đường vào thì mình thấy thì là ở chợ phiên này hầu như là mọi người bán nông sản là chính ạ. Đây các loại rau, đây là rau bắp cải á, bắp cải su su trồng trên đá. Ô nhỉ, rất nhiều bắp cải các bạn ạ. Bao tiền cân anh? 10.000 cân ạ. 10.000 cân này. Bắp cải chắc nhà mình tự trồng đúng không? Tự trồng á. Bắp cải sạch. Cái này trồng trời, chắc cũng không có ít đất đúng không? À, trên mình đây toàn đá, trồng đá nên là quả nó bé. Còn nước thừa nữa. Ăn thế chắc ngọt lắm anh nhỉ? Đây có bà cụ và bằng những cái điệu, cái gùi. Cái điệu này bao tiền một cái? 101 ạ. 101 đấy em? Vâng. Bị đáng tiền đấy anh. Đáng tiền chứ. Bởi vì cái này mất bao nhiêu công với đan rồi. Đan bằng tre đúng không? Đúng. Cái điệu này, cái đấy là của người dân tự đan. Hình như cái này anh thấy kiểu Trung Quốc hay sao đúng không? Kiểu này. Đúng rồi. Cái này mua Trung Quốc về nhìn nó nặng hơn. Chả biết là đan thì đan hay ở Trung Quốc đấy. Em mua về điệu ngô rồi em? Vâng. Anh thấy mọi người đi chợ ai cũng một cái điệu này để điệu đồ ấy. Vâng. Ai cũng phải có cái này. Cho thấy luôn rồi này. Đây là một món bánh rất quen thuộc ở các phiên chợ đấy các bạn nhé. Ở video trước mà ở cái chợ Phố Cáo với lại chợ Lũng Phìn ấy thì mình có giới thiệu rồi. Đây là bánh bao của người Mông. Cái này cô bán bao tiền một cái? Bao nhiêu? 10.000 một cái à? 2.000 một cái. À thế chú này thì bảo là 10.000, còn cô thì bảo 5.000, thế là bây giờ là bao tiền một cái à? 5.000 à? À thế thì chú lại bảo 10.000 này. À 10.000 một túi hai cái. À vâng. Thế cháu tưởng là 10.000 một cái. Cái bánh này là làm từ cái gì hả chú? Bột ngô rồi. À bột ngô à? Vâng. Ngô xay ra và làm lên men làm đúng không? Vâng. Hôm nay sáng chưa ăn sáng thì mình cũng là lấy một chiếc bánh để ăn. Cô lấy cho cháu một cái. Ilu. Ilu. À, mua bánh này ăn với bánh phở ngon đúng không? Ăn ngon với phở được đúng không chú? Được mà. Bánh phở này thắt, à, mình thắt cố thì được. Ngon quá. À, ở chợ đây có đang cố không cô? Đây là không có. Ừ. Đồng Văn mới có. Đồng Văn mới có. À
cái bánh này là ăn với thắng cố với ăn với phở đúng không? Vâng. Thế các cô chú đây bảo là bánh ăn với phở với lại thắng cố rất là ngon. Nên bây giờ mình sẽ đi gọi một bát phở rồi mình ăn cùng nhé. Được. Ăn gì hả chú? À tạm ở đây cái đường. À ăn không, ăn tạm gì ấy. Vâng, vâng, vâng. À vâng, vâng, cháu cảm ơn. Ê, cháu muốn ăn phở bởi vì là trước cháu đi chợ Phố Cáo ấy là cháu ăn không rồi. Vâng, cháu mua ăn không rồi. Thì ở chợ Phố Cáo thì người ta gọi là bánh này là bánh bánh bao của người Mông. Thế ở đây người ta gọi là gì hả cô? Giò phọ. Giò phọ là... Giò phọ là cái gì ạ? Cái tiếng của mình ấy. À cái tiếng của người Mông đúng không? Ừ, tiếng của người Mông. Thế cái bánh mà pa pá là có phải bánh này không? Không phải. À bánh pa pá lại còn khác nữa ạ. À. Cảm ơn nhá. Dạ vâng. Vâng, đi ăn luôn đấy ạ. À, bây giờ sáng đi chợ sớm ấy, thì cũng chưa kịp ăn sáng nên bây giờ là lấy cái bánh giò bọ này hay cái bánh bao của người Mông này mình sẽ mình sẽ ấy mình một nhân vật rất quen thuộc các bạn ạ, mà một nhân vật mà mình đi bất kỳ phiên chợ nào mình cũng gặp anh đấy. Cái gì ba bá nói đây là ông bạn đi chợ nào cũng gặp. Cái gì không sao bây giờ có thể không có không có gì tôi giỏi lại anh rượu không không anh uống rượu nhé, em mời anh một rượu nha. Ca nhá. Lấy một ca mời nhá. Mấy ca miền đấy. Ok đâu rồi ca okay. Một bơ này 3 tiền bơ 3 tiền em mình sẽ mời ông anh uống rượu. Chạy rồi đi rồi thả ca. Mình mời ông anh này uống rượu nhưng mà ông ấy này chạy đi rồi các bạn ạ. Nay mình lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một gian hàng rất đặc biệt ở các phiên chợ nha các bạn nhé. Mình thấy đây là cái gian hàng này đặc biệt ở chỗ là ở đây bán các loại tiền vàng này, rồi là các loại cây củ quả cũng như là một số loại da, các loại động vật ấy. Đó, mà nó mà một cái điều nó đặc biệt ở chỗ nữa đó là những cái đồ vật này ấy thì là được người dân ấy thì là sử dụng để cho vào những cái túi vải hay là những cái đồ trang sức đặc biệt ấy để làm bùa nhé các bạn nhé. Đó đây này các bạn này. Đó, đây là những cái bùa được làm từ lông và da hoặc là những cái thảo dược ấy để trừ tà nhé các bạn nhé. Đó. Ở trên gian hàng này thì có rất nhiều loại đấy. Như mình nói là có loại thảo dược đấy, có cả một số các loại như là hóa chất này. Đây như là đây là thuốc tím này các bạn này. Rồi củ sâm nhé các bạn nhé. Ở dưới xuôi ấy thì mọi người thì lấy củ sâm này về để uống rồi là để ngậm để bồi bổ sức khỏe, nhưng mà ở đây mình thấy thì là theo mình biết thì là cái củ sâm này đó, cái củ sâm này thì được dùng để làm bùa trừ tà trừ các loại ngải nhé các bạn ạ. Bên cạnh củ sâm thì có đây là tam thất này các bạn này. Đó này, đây là củ tam thất này. Ngoài tam thất ra thì còn có các loại da này, đây là da con mèo rừng này. Đó. Đây cái phần đây là cái phần đầu này. Đó. Mèo rừng đây có mình thấy một bộ da này. Bộ da rất đặc biệt. Không biết là con gì đây. Đó. Wow. Đây có cả bộ xương hài cốt không biết là của con gì đấy. Bây giờ thì
Ở bên cạnh gian bán các loại bùa ngải đấy thì mình thấy ở phần này có một một bà cụ đang dùng một que hương, một quả trứng làm một vài cái động tác giống như là đang yểm bùa hay là đang cầu một cái vấn đề gì đó về tâm linh các bạn nhé. Anh ơi, cho em hỏi, ở người dân tộc Mông người gọi những cái người thầy như này làm lễ như này gọi là thầy cúng hay là thầy gì? Thầy bói. Thầy bói à? Thầy bói. Đây cũng thầy bói à mà. Đúng rồi. Có cái áo đó nhở? Họ phải có quần áo, có áo, có cái vải trên đầu, nó phải có cái dòng cụ để nó đi suốt trần gian ấy, đi đường. Nghĩa thì thầy cúng là phải có đầy đủ đồ, trang phục các thứ thì mới cúng được, còn đây là thầy bói. Có trang phục và nó chỉ có cái vải trên đầu à, vâng. Đây bà đang bó gì đấy? Bó để xem cho người có ma nào hay là mình cúi gì, cái gì làm để cầu khấn để xem bỏ các nhé. Đây là shop quần áo của dân tộc các bạn nhé. À, đây có các loại chân váy này rồi là các loại váy của người dân tộc Mông ấy. Đây là shop quần áo của người dân tộc các bạn ạ. Ở đây thì có đầy đủ các loại chân váy rồi là các loại váy màu sắc nó rất đa dạng của người dân tộc Mông các bạn ạ. Đây có hai cô thiếu nữ đang thử chân váy ấy. Cái trang phục của người Mông ấy thì người ta rất chú trọng vào cái họa tiết các bạn ạ, nên mọi người cứ để ý đi. Nó rất nhiều màu sắc và rất nhiều những cái chi tiết cầu kỳ như là phần hoa văn đấy. Mọi người nhìn đây này, ví dụ như là cái chiếc chân váy này đó, một bông hoa có thể là một loại hoa trên phần vải ấy, có rất nhiều màu luôn. Hoặc là như cái chân váy bạn gái này cầm này, hai bên ấy thì là cái phần xanh và có in hình lá trúc, ở giữa thì là màu đỏ đó. Cái chân váy này bao tiền à, em gái? 300 ạ. À? Ờ. Đó, các bạn thấy nhá, những cái phần chân váy này, những cái trang phục của người dân tộc cái này ấy, thật ra thì cái giá nó cũng không hề rẻ đâu. Đó. Hai anh em ạ. Dạ vâng. Anh em tất cả thì giờ là uống rượu chơi nói chuyện với nhau cái. Vâng, gặp nhau là uống rượu ngồi chơi nói chuyện đúng không ạ? Vâng. Đó. Đó. Nói không? Ở chợ phiên vùng cao mình ấy các bạn ạ, thì là mọi người uống rượu không phải là bằng cái chén nhỏ nhỏ đâu, đây là uống bằng hẳn cái chén to này. Đó. Rượu ngô chứ nhỉ? Ngô đấy. Rượu ngô vâng. Đây tôi có hỗ trợ là có chơi được con tàu thế á, cũng chỉ có nên tay đó thôi. Đây. Chú đang nói tiếng Mông là hôm nay đi chợ là để uống rượu. Anh bên đây anh mới hỏi là ngon không ngon thì bảo là đi uống rượu để tâm sự thôi. Không phải là bà không xinh à, tôi thấy bà xinh à. Không chỉ
có các chú, các bác đó các bạn ạ. Đây là các cụ rồi đó. Các cụ đến rượu viên uống rượu ngô, giao lưu và tâm sự. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị Pau à? À, chị Pau. Yeah. Các bạn nhìn nhé, bà cụ vừa uống hết một chén này, rượu đầy này đó. Một ngày đi chợ bà uống bao nhiêu chén này? Có hai bộ. bà không biết thì mình sẽ hỏi bà bằng tiếng Mông các bạn ạ. Ít nung mùng khứ à? Hao hân tàu pin đi. Cầu pi à? Ồ, tàu tàu à? mình nói dùng tiếng Mông ấy để nói chuyện với các cụ ấy là hỏi các cụ mỗi lần đi chợ đấy thì mỗi người uống hết bao nhiêu chén thì bà cụ máu xanh dương ấy, bà cụ ngồi dưới ấy, thì cụ mới bảo là cụ uống mỗi lần đi chợ thì uống 5 cái chén này đầy các bạn ạ. Còn bà cụ ở bên này đây á thì cụ bảo là cụ uống khoảng 10 chén. chị hao tao à? Chị hao tao. Chị hao tao á. Chị hao. Bà cụ đang mời mình uống rượu các bạn, mà mình thì thật sự là vừa mổ xong. Vừa mổ xong nên là không uống được rượu. Tôi thì không phụ lòng cụ, mình cũng nhận và nhấm môi. Sắp sinh á. Lo rượu ngô các bạn, đậm mùi ngô, mình thì nhận về để không có rượu tao đâu. Vâng, rượu ngô và cháu không uống được rượu, cháu vừa mổ xong. Vâng, đi chữa bệnh nhé. Vâng, cháu vừa đi chữa bệnh về không uống được rượu. Vâng. Đấy, cháu về chụp ảnh. Vâng, cháu quay phim. Vâng. Vâng, quay YouTube. Vâng. Anh chọn cái xe lọ. Chọn cái xe bảo bà bảo với bà là cháu cảm ơn bà mời rượu nhưng mà cháu không uống được. Không uống được thì nó thôi. Vâng. Mình đang có mặt tại khu vực buôn bán các loại gia súc và các loại động vật của chợ phiên Gia Phìn các bạn ạ. Nay mình có ra đây tìm mua một chú chó Mông Cộc nhưng mà không có, bởi vì cái giống chó Mông Cộc ấy bây giờ được rất nhiều người yêu thích ấy và săn tìm, nên đến các chợ phiên thì rất khó để tìm mua. Bây giờ nếu mà có mua thì phải đặt qua những người mà người ta chuyên buôn nuôi các loại chó cộc ấy. Nên tiện đây mình cũng hỏi qua mấy anh xem được có Mông Cộc không. Con đen đen cộc này bao tiền em? 600.000. 600.000 này. Con này là cộc dở rồi nhờ. Mua đồ này đi. Em đang tìm chó cộc cơ. Màu gì cũng lấy á. Màu gì cũng lấy. Bây giờ màu chó cộc thì như khó tìm đúng không? Hôm trước em hỏi mấy người ở dưới chợ phố cáo ấy thì người ta cũng bảo là bây giờ chó cộc là phải đặt, bởi vì bây giờ nó hiếm. Chó cộc đỏ anh giảm coi nhá. Chó cộc đỏ á? Anh thì anh mua chó vừa tiền thôi, tầm 2-3 triệu. Bây giờ chó cộc đỏ bây giờ bán bao tiền? Đắt lắm à?
Bao nhiêu các em? Mười mấy triệu đấy. À, mười mấy triệu một con à? Mười mấy triệu nhưng mà bé. Bé à? Có nghĩa là chó con thôi đã là mười mấy triệu rồi đúng không? Anh muốn mua con nhỏ nhỏ về nuôi. Video chợ phiên xà phìn ngày hôm nay của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Cực Bắc TV.